Chào mừng quý vị đến với kênh Đá Cầu và Cầu Mây. Và chúng tôi đang có mặt và truyền trực tiếp trận chung kết giữa tuyển Cầu Mây Việt Nam và tuyển Cầu Mây Thái Lan ở nội dung Regu đơn. Và set thứ nhất, Việt Nam đã để thua Thái Lan với một tỷ số khá cách biệt là 27. Và đây là hiệp 2. Thái Lan phát cầu. Một quả phát cầu rất khó chịu của vận động viên đến từ Thái Lan. Cầu đã chạm vào đỉnh trên của lưới và đi vào vị trí rất hiểm, khiến cho tuyển Việt Nam không thể bắt được quả cầu. Tỷ số hiện nay đang là 1-0. Một quả cầu rất khó nữa khiến cho Nguyễn Thị Yến, số 12 của chúng ta, không thể làm gì được. Và đội hình ra sân ngày hôm nay chúng ta có Nguyễn Thị Yến, số 12, Trần Tấn Công, Ngọc Yến, số 4 và Tê Công, đó là số 3. Một quả phát cầu nữa. Ngọc Yến đã tấn công, nhưng một quả chắn cầu hỏng của Ngọc Yến rất tiếc cho striker số 1 của Việt Nam. Chúng ta cần cố gắng hơn rất nhiều với một đội hình của Thái Lan đẳng cấp và thể lực vượt trội. Ngọc Yến đã chắn được rồi. Ngọc Yến, một quả tấn công sở trường của Ngọc Yến. Chúng ta thường thấy Ngọc Yến tấn công theo lối Santo, người yêu đá cầu thế giới hay gọi đó là kỹ thuật Rose Spy. Nhưng bây giờ em lại sử dụng kỹ thuật Sandback, đó là kỹ thuật cúc cầu. Số 3 Hồng Nhung đã vừa có một quả phát cầu rất hiểm, bóng đi không căng, đánh lừa được các chân công của Thái Lan, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Việt Nam sớm bay nói bớt. Hồng Nhung cũng là một trong những cái tên được đánh giá rất cao trong đội hình trẻ của tuyển Cầu Mây Việt Nam. Một quả cúc cầu rất hiểm của chân công đến từ Thái Lan. Một quả cúc cầu rất căng vào vị trí của Nguyễn Thị Yến, nâng tỷ số lên 4-2. Thái Lan đang tỏ ra chiếm ưu thế nhiều hơn. Một quả không hiểu ý giữa Ngọc Yến và Hồng Nhung, tỷ số là 5-2. Còn nhớ cách đây hơn một ngày, tuyển Việt Nam đã đăng quang vô địch ASEAN 19 với chiến thắng thuộc về các cô gái vàng của Việt Nam trước một đội tuyển cũng khá mạnh đến từ Đông Nam Á, đó là đội tuyển Indonesia ở nội dung đồng đội 4 người. Và bây giờ đây là trận chung kết với Thái Lan. Đẳng cấp thế giới của Thái Lan thì không ai có thể phủ nhận. Cầu không qua lưới. Hiện nay tỷ số đang là 3-6. Thái Lan vẫn đang dẫn cách biệt 3 quả. Những người yêu đá cầu của chúng tôi luôn tìm cách để truyền tải những trận đấu hay nhất từ nhà thi đấu Hoàng Châu của Trung Quốc. Hồng Nhung, khá đáng tiếc cho Hồng Nhung. Em đã phát cầu rất khó, nhưng chính việc khó đấy đã khiến cho đường cầu đi hơi dài, giúp Thái Lan có thêm một điểm. 7-3. Team Thái Lan bên phải nằm. Bắn giọt bao bao. Ồ, y nói bật mà. Nếu như chúng ta thắng Thái Lan ở set thứ 2 này,
chúng ta sẽ có một series nữa. Còn nếu chúng ta không thắng nổi Thái Lan thì đương nhiên chúng ta sẽ nhận được huy chương bạc của ASEAN 19 này. Thái Lan đã giành được 4 trong tổng số 6 nội dung của cầu mây ASEAN 19. Họ luôn là đối thủ gây sự ác vía với các đội tuyển khi phải đối đầu với Thái Lan. Ở nội dung nam chúng ta cũng đã thất bại trước Thái Lan. Và trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta thấy Thái Lan đã thi đấu một trận đấu phải nói là hết mình với đại kình địch là Malaysia, và họ cũng đã chiến thắng cách biệt. Và đội hình nam của họ cũng đã một lần nữa được huy chương vàng ở nội dung regu đơn. Thái Lan vừa phát cầu ra ngoài và mình đã có thêm một điểm. Đó là khó mà lúc nghĩ liếp rồi 47. Có lẽ rằng chúng ta đang thấy có một chút tâm lý đến với các cô gái vàng của Việt Nam. Một đường cầu không khó, nhưng rõ ràng cả Nguyễn Thị Yến và Hồng Nhung khá lúng túng trong trường hợp này. Một quả Santo hỏng của Ngọc Yến rất tiếc. Ngày hôm qua Ngọc Yến đã phải thi đấu hết mình và báo chí đã nói rằng em đã cân phim khi một mình em đã đánh bại các cô gái đến từ Indonesia và giúp cho tuyển cầu mây nữ Việt Nam sau 17 năm chờ đợi đã đăng quang chức vô địch châu Á. Và bây giờ em vẫn được gửi vàng trong trận đấu chung kết này. Nhưng ngày hôm qua đã đốt thể lực của Ngọc Yến rất nhiều, khiến cho thể lực của em ngày hôm nay có vẻ không đảm bảo. Thái Lan vừa có thêm 2 bàn và nâng tỷ số lên 11-4. Ban huấn luyện đã phải cho xin nghỉ giữa giờ để hội ý. Như vậy là huấn luyện viên Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân đã ra tận nơi để nhắc nhở các học trò của mình. Còn đây là hình ảnh nhà thi đấu Hàng Châu của Trung Quốc. Tất cả các sân đấu đã dừng lại để tập trung dành cho trận đấu chung kết ngày hôm nay giữa Việt Nam và Thái Lan. Sân chơi ASEAN là một sân chơi cũng đã khá lớn so với tuyển cầu mây Việt Nam. Ở trong hệ thống giải của môn cầu mây thì có lẽ là King Cup được xem là giải đấu khắc nghiệt và lớn nhất. Và người yêu đá cầu và cầu mây thường gọi đó là giải vô địch đá cầu mây thế giới. Còn ASEAN là giải cầu mây châu Á. Đây là chúng tôi gọi vui như vậy. Nhưng thực tế ra giải vô địch cầu mây thế giới được tổ chức tại Thái Lan hay còn gọi là King Cup là sân chơi khắc nghiệt nhất cho đến thời điểm này. Việt Nam lại phát cầu. Đường cầu cũng không quá khó. Tấn công khá đơn giản nhưng cũng đã đập vào chân chắn của Ngọc Yến. Bóng đã đi ra ngoài. Tỷ số hiện nay đã là 12-4 rồi. Một tỷ số đã quá cách biệt. Hồng Nhung. Tất cả những đường phát của Hồng Nhung đều bị bắt. Số 10. Lại một quả cúp cầu ăn điểm của vận động viên đến từ Thái Lan. Chúng ta thấy là ngày hôm nay Việt Nam vào đến trận chung kết này, các cô gái của Việt Nam với một tâm thế vô cùng thoải mái, không hề có một sự
áp đặt nào về tâm lý, nhưng do thể lực của các em. Phát cầu không khó nhưng Ngọc Yến đã bắt hỏng. Không có một sự đè nén nào về tâm lý, nhưng có lẽ thể lực đã ảnh hưởng rất nhiều tới các cô gái vàng của chúng ta. 13-6 Ngọc Yến tấn công khá đơn giản. Một quả kê gầm sang cầu. Cúc. Lại một quả cúc cầu ăn điểm trực tiếp của các vận động viên Thái Lan, nâng tỷ số lên 14-4. Kính thưa quý vị, trong môn đá cầu chúng tôi hay gọi vui đó là điểm sập hầm hay là thắng lốc. Không biết là những người yêu cầu mây thì gọi sự cách biệt giữa 10 quả như thế này là như thế nào. Ngọc Yến, Ngọc Yến đã đánh lừa chân công số 10 của Thái Lan khi em có động tác nhảy lên đánh đầu. Và ngay sau khi bóng chạm vào chân của số 10 Thái Lan, bóng đã đi ra ngoài. Chúng ta lại có thêm một điểm. Việt Nam sẽ bên phải sổng luôn, lúc này sợ bà léo, nói bờ chống mà xuống. Phi tang, tệ, ổ tương khiến bảo, đây, bóng ra ngoài. Kính thưa quý vị, trong nội dung mà chúng ta hay thấy của môn Rigu thì sẽ có 3 đội tuyển nữ sẽ thay phiên nhau đá liên tục 3C. Tổng cộng sẽ là 9 set đấu và mỗi đội sẽ đá 3 set. Thắng 2 trong tổng số 3 set được coi là chiến thắng ở một nội dung. Nhưng năm nay của Hàng Châu chúng ta thấy là Rigu đơn, có nghĩa là chỉ có một đội tuyển 3 sẽ thi đấu 3 set. Và nếu thắng 2 trên tổng số 3 set đó được xem là chiến thắng. 7-16 Kính thưa quý vị, thế chúng ta quan sát ở trên bảng thi đấu thì Việt Nam đã ghi được 7 điểm và Thái Lan đã ghi được 16 điểm. Và ngay quả phát hỏng của Hồng Nhung, điểm số đã tăng lên cho Thái Lan là 17-7. Xin lỗi quý vị rất nhiều, thì chúng tôi đã tính cho Việt Nam chỉ có 4 điểm. Có lẽ đã an bài rồi, Việt Nam sẽ được huy chương bạc của trận đấu ngày hôm nay. Một quả phát bóng ra ngoài. Một điểm hiếm hoi sau gần 10 phút thi đấu mà Thái Lan phát hỏng. Ba gương mặt của tuyển Thái Lan đều là những gương mặt đào tạo trẻ mà Thái Lan đưa vào giải năm nay. Còn những gương mặt đã nổi tiếng và ghi gớm trên các kênh cầu mây của Thái Lan, Malaysia, Indo hay Singapore thì đều dành để thi đấu ở các nội dung như đôi nam, đôi nữ, đồng đội 4 người. Với sự cách biệt tới 10 quả, liệu Việt Nam có một quả Santo rất đẹp nhưng đã bị bắt. Xuất sắc, Ngọc Yến lại thể hiện được bản lĩnh của mình. Em không hề buông bỏ trước những đòn tấn công vũ bão của vận động viên số 10 của Thái Lan. Em khoảng Việt Nam khởi dậy mà thì 9-18 tuột khá là hả? Tại giờ mà đang bơ nói xong mà. Ô, em cũng phải kiện cho bà xóa. Cũng phải lúc đó luôn sai vào bầu. Thị Yến cũng đã không lót được đòn tấn công đến từ vận động viên số 10. Và tỷ số này đang là 19-9 rồi. Chúng tôi cần lắm sự bình tĩnh của các em.
Bạn Nguyễn, Lê Thanh Sơn, Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân cũng đã an bài cho một huy chương bạc trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh chị cũng đã muốn cho các vận động viên thi đấu một cách thoải mái hơn. Sau giờ nghỉ, tỷ số 29 rồi. Một điểm số ít ỏi nhưng cũng đã giúp cho chúng ta vui lên phần nào. Ở bên ngoài dự bị là chúng ta có Trần Phát Cầu, Tê Công, Lê Tú Trinh. Và một trong những phần feeder khác đó là Ngọc Huyền. Rất hiểm không? Ngọc Yến, một quả sát tô rất đẹp vào bóng Yến. Mặc dù vận động viên số 10 đã chắn được cầu nhưng do lực quá căng nên cầu đã đi ra ngoài. Chúng ta có thêm một điểm nữa. 11-20. Một điểm nữa đến từ trận tấn công Ngọc Yến của chúng ta. 12-20. Chúng tôi những người hâm mộ cầu mây Việt Nam cũng đang chờ đợi một kỳ tích ở set thứ hai này. Hy vọng rằng Việt Nam sẽ có một cú lại ngược dòng lịch sử giống như trận đấu với Indonesia cách đây ít lâu. Vâng, như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 21-12. Và các cô gái vàng của cầu mây Việt Nam cũng đã xuất sắc trong trận đấu ngày hôm nay và các em đã xứng đáng nhận được huy chương bạc. Đây là huy chương bạc thứ 5 của đoàn thể thao Việt Nam. Tất cả sự cống hiến của các em khiến cho người yêu đá cầu và cầu mây cũng như người yêu thể thao của Việt Nam rất ngưỡng mộ các em. Một lần nữa chúng tôi xin được kết thúc chương trình bình luận trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ đội tuyển cầu mây Việt Nam. Và đây là live stream trực tiếp đến từ kênh của Thái Lan Versace Sangwagwan. Xin cảm ơn anh rất nhiều và xin cảm ơn quý vị. Chúng ta hãy tiếp tục like, share và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi, kênh Đá Cầu và Cầu Mây. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.